Ga tăng giá chóng mặt phải làm như thế nào? Bếp đốt nhớt thải hai lớp giữ nhiệt chống nóng D10 năm, sản phẩm thay thế bếp ga vĩnh viễn, công nghệ lửa hồng ngoại cho nhiệt lượng lớn gấp 3 đến 5 lần ngọn lửa xanh thông thường, nấu nhanh giữ được hương vị thơm ngon tự nhiên như ở nhà hàng. Hai lớp bông thủy tinh giữ nhiệt giúp nóng nhanh, tiết kiệm nhiên liệu gấp nhiều lần so với bếp một lớp. Đốt tẹt ga 3-4 tiếng mới hết 1 lít nhớt, mỗi tiếng chỉ hết có 1-2 nghìn. Đun như bếp ga, không đen nồi, không khói, không bụi, không mất công cọ rửa, đã nhanh lại còn nhà. Trên tay em hữu đây là phiên bản D15 các bác nhá, phiên bản mà được mong chờ nhất trong tất cả những năm vừa qua đó. Phiên bản D15 này nó cực kỳ là đẹp, quá đẹp và quá xuất sắc luôn các bác. Vậy thì nó hơn những phiên bản khác là như nào? Cái đầu tiên mà các bác nhìn thấy đây đó chính là bếp này, nó là bếp hai lớp vâng nhá, bếp hai lớp chống nóng. Đấy các bác nhìn rõ không? Bên trong này đây, ở bên trong này là đường kính của nó là 14 cm này. Ở giữa hai lớp này là bông nhồi, bông thủy tinh giữ nhiệt, nó giống như đất các bác nhé, giống như đất giữ nhiệt nhưng mà nó nhẹ hơn. Thì nhờ cái bông thủy tinh giữ nhiệt này mà cái bếp này nó đun là nhanh và tiết kiệm nhiên liệu hơn 5 lần so với các loại bếp thông thường khác các bác ạ. Đó các bác để ý hộ em, đây chân kiềng nhé, các bác nhìn thấy chân kiềng này được cắt CNC cực kỳ đẹp và bóng lực luôn. Các bác có thể lại gần đây cùng em hữu xem cái chân kiềng này. Đó cái phiên bản 2022 này các bác, D15 nhé các bác nhé, đã được hàn toàn là hàn bích hết các bác, hàn bích và cắt CNC hết đẹp. Các bác nhìn thấy cái góc của nó rất là mượt mà luôn. Cái điều đặc biệt hơn nữa là chính là trong cái phiên bản 2022 này nó có tận 4 chân các bác nhé, 1, 2, này, 3, 4 này. Đấy, đặc biệt là nó có tới tận 4 chân cơ. 4 chân thế này các bác có đặt xuống đây. Đó, các bác đặt xuống đây nhá. Rồi, trọng tải của ơi, các bác cứ yên tâm đi. Ok chưa? Đấy, trọng tải thậm chí 2-3 người nhảy lên đây thoải mái các bác nhé. Đấy, không có vấn đề gì cả. Đấy, hai cái bếp này nó vô cùng chắc chắn luôn các bác. Đây, này, rất là chắc chắn nhá. Đấy, các bác xem. À, máy rồi. Rồi, rất là tuyệt vời luôn. Đây, hiện tại em có thể cho các bác xem mức độ chắc chắn của nó nhá. Này, đấy, đây là những cái phiên bản của nó các bác, cứ cầm thoải mái. Đấy, bếp này rất là chắc chắn các bác, để đâu. Đấy, các bác thấy chưa? Rất là im luôn nhé. Chắc chắn hoàn toàn, các bác yên tâm, để thoải mái, không bao giờ đặt, không bao giờ đổ hết. Đấy, còn trên tay cho chúng đây. Còn cái phiên bản D15 đây nó còn có hai chức năng rất là đặc biệt hơn những phiên bản khác, nó được dùng những cái ống rất là to các bác nhá. Đó, em Hiếu sẽ so sánh cái phiên bản D15 và phiên bản D17 để cho các bác xem, đó chính là phiên bản công nghiệp và phiên bản gia đình nhá. Đó. Đây. Bên tay trái đây của em Hiếu là những chiếc bếp có tên là D17 các bác nhá. Và phía bên tay phải của em Hiếu là chiếc bếp D15. Hiện tại hai cái mẫu bếp này nó đang là hai mẫu bếp cao cấp và nó đang được gọi là chao đảo thị trường trong cái năm 2022 này. Tại sao mà nó lại hot đến vậy? Xin thưa các bác, bí quyết của làm ở đây đó, ngoài sở hữu những cái và tính năng ưu việt thì cái bếp D15 và D17 này nó còn có những chức năng mà hơn hẳn những cái loại khác các bác ạ. Mà những cái loại khác nó không có. Đấy, các bác nhìn này, các bác có thấy này không? Cái này trông nó giống như kiểu nếu các bác mới nhìn thì các bác tưởng là nó giống như kiểu cái cây vợt tennis các bác. Nhưng mà cái này nó có một chức năng cực kỳ là đặc biệt luôn. Đó, các bác nhìn thấy nhá. Đây chính là bộ chuyển đổi đó. Bộ chuyển đổi chế độ đa năng đó nhá. Cái bếp này nó có hai chức năng đặc biệt hơn mà tất cả những dòng bếp khác trên thị trường nó đều không có, đó chính là nó có chức năng nấu công nghiệp và chức năng nấu gia đình các bác nhé. Đó, đây. Cái bộ chuyển đổi này lớn là các bác nấu công nghiệp, nấu cám, nấu rượu và nấu những cái nấu đậu, nấu những cái cực lớn từ 50 đến 100 đến 150 lít thì các bác mở cái nắp này ra. Đấy, mở cái nắp này ra này. Còn nếu các bác muốn nấu nhỏ hơn, các bác xuống nhỏ hơn thì các bác đậy cái nắp này vào này. Đấy là cái thứ nhất. Hai này, cái nắp này nó còn có tác dụng, tức là nếu các bác mở cái nắp này ra thì cái bếp này nó chuyển sang tia lửa hồng ngoại. Đó là tia lửa xanh tím, và nếu mà các bác đậy cái nắp này vào. Đấy, đậy cái nắp này vào thì lửa của nó sẽ chuyển sang lửa xanh trắng như cồn các bác nhá. Đặc biệt là cái bếp này nó có khả năng đốt lửa gần như không nhìn thấy luôn các bác. Nếu là ban ngày thì các bác không thể nhìn thấy lửa của này, chỉ khi nào buổi tối thì các bác mới nhìn thấy lửa của nó thôi. Tại sao nó lại như vậy? Tại vì nó sử dụng cái công nghệ hóa khí đặc biệt các bác, giúp cho đốt triệt để 100%. Chính vì đốt triệt để 100% ấy,
nên tia lửa của nó rất sáng các bác nhá. Đó, các bác có thể lại gần đây cùng em Hữu xem, nó vô cùng là đặc biệt luôn. Đấy, bản này là bản mong chờ nhất, bao nhiêu tâm huyết của em Hữu đã dồn hết vào đây để cho các bác có được những sản phẩm tốt nhất. Cũng như là dạo gần đây là có rất là nhiều những cơ sở họ nhái nhép về những sản phẩm ở bên em Hữu. Đó như là sản phẩm một lớp mà đun về nó gặp rất là nhiều lỗi, thì các em Hữu sẽ giúp các bác là cái cách nhận biết làm sao được cái sản phẩm tốt và đâu là sản phẩm giá rẻ. Thì cái sản phẩm tốt là nó là phải là sản phẩm hai lớp. Thì cái hai lớp thì nó như thế này các bạn, nó là loại đúc nguyên khối thôi nhá. Đấy, đúc liền thân, cái mặt kiềng này của nó không bao giờ nhấc ra được. Nhưng mà nếu mà một lớp thì cái mặt kiềng này của nó sẽ nhấc ra được các bác nhá. Đó, thứ hai là cái bếp này nó rất là dày và nặng luôn các bạn. Đấy, các bác khi nào các bác đập vào nhau các bác có thể nhìn thấy. Đấy, các bác thấy chưa? Ok chưa? Các bác thấy cái đất này chắc chắn luôn các bác nhá. Các bác để đến đâu nó đều im và rất là chắc chắn. Nhưng chỉ có những cái dòng cao cấp thì nó có mới có được cái này thôi. Hai là cái năm nay đấy, em sẽ cho cái ống nhớt cái phiên bản 2022 này. Cái ống nhớt nó rất là lớn đây. Cái ống dẫn truyền nhớt nó rất là lớn và dày, thế nên nó không bao giờ nó sinh ra cái hiện tượng gọi là tắc nhớt luôn nhá. Đó, đấy các bác nhìn xem này. Toàn bộ cái sản phẩm 2022 đều được cắt CNC và hàn từ những người thợ hàn gọi là vô cùng chuyên nghiệp á. Thợ hàn này, thợ hàn toàn đấy nhá, toàn thợ hàn cực kỳ giỏi mới hàn được cái sản phẩm này. Còn những thợ hàn lìu tìu là không bao giờ được hàn sản phẩm này, vì là nó sẽ gây ra hiện tượng gọi là giò các bạn. Các bác nhìn một cái là các bác có thể phân biệt được đâu là sản phẩm. Hướng dẫn các bác cái cách thức sử dụng cái bếp dầu làm sao cho nó đạt hiệu quả nhất các bác nhá. Cái bếp dầu đây nó có cái đường này là đường dẫn dầu vào, nhưng cái phiên bản 2022 nó đặc biệt hơn ở một chỗ, nếu các bác đun nấu gia đình các bác chỉ cần đổ dầu một lần thôi. Nếu mà đun nấu gia đình đổ dầu một lần đốt hết cả một bữa ăn luôn. Còn nếu mà các bác đun công nghiệp, các bác đun lâu dài, các bác sẽ lối cái đường dầu vào đây và treo cái can ở bên trên để cho nó tự động nó chảy xuống các bác nhé. Đấy là điều đặc biệt mà không có loại bếp nào có thể làm được. Đây các bác cùng xem em Hữu dầu nhớt đen xì đây các bác nhé. Không tí các bác lại bảo là em Hữu đốt cồn thì đến lúc mà nó lại mang tiếng quá. Các bác để ý nhá. Ok chưa? Riêng như cái chỗ dầu các bác đổ tẹt ga luôn. Đấy. Các bác đổ, thậm chí các bác đổ như này về các bác có thể nấu được cả một bữa ăn luôn nhá. Cách thức rất đơn giản thôi, xong các bác dùng mấy cái tờ giấy ăn như thế này. Đấy, giấy ăn được, các bác dí vào đây. Đấy, các bác dí vào đây của em nhá. Dí đều ra. Xong bây giờ các bác cùng em Hữu đốt nhá, bật lửa nhá. Đấy, ok chưa? Các bác chờ nó cháy một tí, các bác dầm dầm xuống. Để cho nó cháy một tí xong các bác hãy bật quạt cho bác nhá. Đấy, ok như này nhé. Xong rồi các bác bật quạt đây. Quạt đây các bác à. Quạt ở đây nha. Sau khi giấy nó cháy rồi bắt đầu các bác bật quạt của em nhé. Đấy, các bác, đây các bác lại gần đây các bác xem này. Đây, nó sẽ cháy như thế này các bác nhé. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Gần như các bác sẽ không còn nhìn thấy lửa nữa. Đây rồi, bây giờ là cái này mới là cái hay các bác nhá. Xong là anh em ta có cái lắp này, đây chính là chiếc lắp đa năng, bộ chuyển đổi đa năng trong một giây các bác chuyển đổi nhá. Đó, dạy đây thôi em, để cho nó nhanh lên này. Đó, các bác lại gần đây các bác xem em Hữu chất lửa cực kỳ xanh, cực kỳ trắng luôn các bác. Nó xanh trắng, nó giống như kiểu là đoan đốt cồn đấy các bác, gần như là ban ngày để chúng ta không nhìn thấy lửa. Đây các bác lại gần các bác xem của em, không nhìn thấy lửa luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Các bác có thấy em Hữu nói có đúng không? Không nhìn thấy lửa các bác nhé. Đấy, bây giờ không tin thì em Hữu sẽ đo cho các bác xem này. Đấy chưa? Đây nha. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Lửa rất căng và cao luôn đó. Nhiệt lượng này, nhiệt lượng mới bắt đầu đốt một phát rồi nó đã lên tầm 300 độ rồi nhá. Các bác có nhìn thấy lửa không? Đúng không? Không nhìn thấy lửa quá. Ồ, cái... đó. Và các bác có thể quay xuống các bác nhìn cho em bây giờ đây, sau khi nước đã sôi nhưng bác nhìn cho em cái mé bên rìa này hoàn toàn là không có một tí nào gọi là đen nồi luôn các bác nhá. Vết đen mà ngày xưa lâu ngày nó bám chặt vào rồi thì các bác có thể thoải mái, không bao giờ đen nồi, không bao giờ gây ra một chút mùi hay ảnh hưởng gì tới sức khỏe luôn các bác. Tha hồ đun nấu cực kỳ nhanh luôn. Đấy, cái bếp này là chuyên để các bác là dùng để nấu cắm lợn, nấu gì như là nấu tất cả sản phẩm các bác nhé. Mỗi một giờ của nó tiêu hao rất là ít nhất luôn, nó đốt tầm 3 cho đến 3 giờ nó mới hết có 1 lít nhất thôi. Các bác tha hồ đun nấu cũng như là sử dụng những cái sản phẩm giúp các bác tiết kiệm ga, tiết kiệm điện rất là nhiều lần. Mà nhất thải bây giờ chúng ta mua ở bên ngoài nó rất là rẻ luôn các bác nhé. Rất rẻ, tại sao mà chúng ta có những cái giải pháp thay thế tốt như vậy mà chúng ta không sử dụng? Bác nào không sử dụng thì bác thiệt thôi. Đấy, các bác có thể xem mua bên trong em Hữu đang tích cực đóng hàng các bác nhé.
đấy. Hiện tại là em Hiếu vẫn đang tích cực đóng hàng. Nhưng mấy bác này là các bác ấy đặt cách đây 2-3 hôm rồi nhưng mà chưa kịp sản phẩm, đến là hôm nay sản phẩm về. Bác là em Hiếu sẽ phải tiếp tục đóng hàng, cố gắng đóng thật nhanh để cho các bác cái đỡ phải chờ đợi, đỡ phải nóng ruột. Bác làm thích thì các bác alo cho em Hiếu để em Hiếu ship về cho một các bác, để cho một cái bộ để cho các bác chơi luôn nhá. Trước khi em Hiếu chuyển đi, em Hiếu đã đều được test hết đầy đủ rồi. Đấy các bác lại đây các bác xem này. Trước khi em Hiếu chuyển đi là em Hiếu đã test đầy đủ. Đấy, test đầy đủ sản phẩm đó nhá. Sau rồi em Hiếu mới chuyển đi cho các bác. Đấy, sau khi em Hiếu test đầy đủ sản phẩm, em Hiếu sẽ đóng hàng rất là cẩn thận luôn. Đấy các bác cùng xem quy trình đóng hàng của bên em Hiếu nhá. Không giống như những cơ sở mà nhái nhép tại sản phẩm của em Hiếu thì sản phẩm chính hãng luôn luôn được đóng trong thùng xốp. Đây, các bác có thể nhầm. Em Hiếu xin lỗi các bác là đóng trong thùng cát tông và đóng nó rất đẹp đẽ và chắc chắn luôn các bác nhá. Khi nào các bác nhận hàng, các bác đều được kiểm tra hàng. Đấy, các bác được kiểm tra hàng, kiểm tra chất lượng, kiểm tra tất tần tật mọi cái. Ok, nhận hàng trả tiền. Đó, đây, quy trình đóng của nó như này các bác này. Đây, một bộ của nó sẽ có cuộc thứ nhất là bếp này, thứ hai là cái bộ dây dẫn nhớt ở đây, cái bộ dây dẫn nhớt và van điều chỉnh các bác nhá. Thứ ba là nó sẽ có quạt luôn. Đây các bác, một bộ của nó là nó sẽ có quạt như này nhá các bác nhá. Đấy. Đây xong là như này, đây là một bộ đầy đủ của nó luôn là các bác ạ. Đó, sau là chúng ta sẽ có, ngoài cái này ra thì em Hiếu còn trang bị cho các bác những cái chiếc, đây là những chiếc, đây là bộ chuyển đổi đa năng các bác nhá. Không có một cơ sở là có cái bộ chuyển đổi này các bác. Sao các bác về các bác chỉ lực tay ở đây cho em Hiếu thôi. Ok chưa, như này các bác xong, thế là em Hiếu sẽ đóng thùng vào đây. Đấy, em Hiếu đóng thùng vào đây, dán tâm tính và em Hiếu chuyển đi cho các bác, thế là xong các bác nhá. Đây là quy trình đóng hàng bên Hiếu. Hiện tại là bên em Hiếu đang cố gắng làm ngày làm đêm để phục vụ cho các bác có những cái sản phẩm tốt nhất. Bác nào cần bác alo cho em Hiếu, còn bác nào không cần, bác nào chưa cần thì các bác có thể tiếp tục xem em Hiếu là thêm những cái video tiếp theo để các bác thấy được cái sức mạnh, cái hiệu quả của cái bếp đốt dầu nhớt này. Xong rồi, sau này các bác có nhu cầu thì các bác thể gọi điện đặt mua cho em Hiếu. Em Hiếu chúc các bác tìm được những sản phẩm tốt cho